Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành Đô Vlog Thì vui lòng ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên Các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập lịch sử lớp 5 bài 10 Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập. Các em quan sát hai hình ảnh. Một nhỏ, những hình ảnh trên đây liên quan đến một địa danh và nhân vật lịch sử đặc biệt của dân tộc ta trong những ngày tháng 8 năm 1945. Em hãy cho biết là ngôi nhà này thuộc phố nào ở hà nội người ngồi viết là ai người đó đang viết gì hãy cho biết ngôi nhà này thuộc phố nào ở hà nội thì chúng ta biết là ngôi nhà này thuộc số 48 phố Hàng Ngang ở Hà Nội và nó nằm trong khu phố cổ. Người ngồi viết là ai? Người đó đang viết gì? Thì chúng ta biết là người ngồi viết là Bác Hồ, kính yêu của chúng ta. Người đang viết bản tuyên ngôn độc lập. Hai nhỏ đánh dấu ích vào ô vuông trước ý đúng bác hồ đọc tuyên ngôn độc lập nhằm tuyên bố tổng khởi nghĩa đã thành công trong cả nước tuyên bố sự chấm dứt của triều đại phong kiến nhà nguyễn hay là tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập tự do của nước ta tất cả các ý trên Thì chúng ta biết là Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập nhằm tuyên bố cho cả nước và cả thế giới biết quyền độc lập tự do của nước ta. Cuối bản Tuyên ngôn độc lập, Bác Hồ khẳng định nước Việt Nam có quyền tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Như vậy là Bác đọc Tuyên ngôn độc lập nhằm tuyên bố cho cả nước và thế giới biết về quyền độc lập, tự do của nước ta. Ba nhỏ, chi tiết nào trong bài thể hiện tình cảm chan hòa giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân trong buổi lễ tuyên bố độc lập? Thì chúng ta biết là cả biển người nín thở lắng nghe. Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập. Đọc nửa chừng, bác dừng lại hỏi: "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?" Hơn nửa triệu người cùng đáp, tiếng vang như sấm: "Có." Như vậy là khi đọc được nửa chừng bản Tuyên ngôn độc lập thì bác dừng lại và hỏi: "Tôi nói đồng bào nghe rõ không?" Thì đây là chi tiết trong bài thể hiện tình cảm chan hòa giữa Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân dân trong buổi lễ tuyên bố độc lập. Bốn nhỏ chép lại lời kết thúc của bản tuyên ngôn độc lập. Thì lời kết thúc của bản tuyên ngôn độc lập. Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập. Và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Lời kết thúc như vậy thể hiện điều gì? Thì các em biết là lời kết thúc như vậy thể hiện ý chí mạnh mẽ và quyết tâm sắt đá của nhân dân ta, quyết tâm bảo vệ nền độc lập mới giành được. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cái để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy. Nam nhỏ, viết một đoạn văn nêu cảm nghĩ của em về hình ảnh Bác Hồ trong buổi lễ tuyên bố độc lập. Thì ở đây mỗi em có một cảm nghĩ khác nhau về hình ảnh của Bác Hồ trong buổi lễ tuyên ngôn độc lập. Ở đây các em có thể tham khảo cách viết như sau hình ảnh bác hồ trong buổi lễ tuyên ngôn độc lập còn mãi ghi sâu trong lòng em vầng trán bác cao dáng người hơi gầy bác đứng trên cao ngắm nhìn về phía mọi người và dõng dạc nói với giọng đanh thép hùng hồn và chắc nịch phút giây này thật thiêng liêng đối với dân tộc việt nam giọng bác vang lên khiến trong lòng ai cũng hết sức háo hức và tự hào sáu nhỏ nối ô bên trái với các ô bên phải sao cho phù hợp. Ý nghĩa lịch sử của tuyên ngôn độc lập Giành độc lập cho dân tộc Khẳng định quyền độc lập của dân tộc Khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Thì ý nghĩa lịch sử của tuyên ngôn độc lập là khẳng định quyền độc lập của dân tộc Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập và sự thật đã trở thành một nước tự do độc lập. Như vậy là khẳng định quyền độc lập của dân tộc và khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Bài nhỏ, em hãy sưu tầm một số câu thơ của Tô Hữu nói lên cảm xúc về ngày lễ tuyên bố độc lập. Thì ở đây chúng ta có thể trích một số câu thơ của nhà thơ Tố Hữu trong bài Sáng mồng 2 tháng 9. Hôm nay sáng mồng 2 tháng 9, thủ đô hoa vàng nắng ba đình. Muôn triệu tim chờ chim cũng nín, bỗng vang lên tiếng hát ân tình. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, người đứng trên đài nặng phút giây, trông đàn con đó vẫy hai tay cao cao vầng trán ngời đôi mắt độc lập bây giờ mới thấy đây thì ở đây các em có thể trích một số câu thơ thôi đó như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video và đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông các em nhớ là có bấm chuông thì mỗi khi kênh Thành Đô Vlog đăng tải video lên các em sẽ là những người đầu tiên nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog và các em có thể ủng hộ kênh Thành đô Vlog nhiều hơn nữa bằng cách nhấn vào nút like và nút chia sẻ. Các em chia sẻ video, chia sẻ kênh Thành đô Vlog cho bạn bè của các em cùng xem. Như vậy là các em đã ủng hộ kênh Thành đô Vlog rất là nhiều. Mỗi hành động nhỏ của các em sẽ là một nguồn động viên rất là lớn, tạo động lực cho kênh Thành đô Vlog sản xuất ra được nhiều video hữu ích hơn, phục vụ các em trong quá trình học tập. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.